trưởng của con đi. Dạ, ở đây nhận được 2 cái. À, em thấy hiện tại chị làm 178.000, chị còn dư được khoảng 22.000. Chị có muốn gọi thêm nước không? 22.000. Ở đây tiệm có nước suối là 20.000. Là vừa đủ tiền không ạ? Dạ. Vậy lấy một cái nước suối đi. Đúng rồi, nước suối lạnh. Không lạnh luôn. Chị có chị là 198 nha. Gì đó? Bò bát tết kiểu Việt Nam. Có cái gì nữa? Nó trứng ốp la này, bò bát tết với lại bà tê. Đáng đặt được 3 đơn hàng này rồi đó hả? 3 đơn hàng đúng rồi. Có cái gì đó? Mặt xỉu. Nít mũ mặt xỉu, đúng. Kỳ cục quá. Cũng sửa thôi. Hồi chút nữa gọi lại, chút nữa gọi lại. Muốn lấy cái salad cá người kia. Đi ra vậy đây, cho cô mẹ đó ăn thì được. Rồi, chút nữa cái đó là sai nữa là sai. Hủ tiếu thôi. Hủ tiếu. Hủ tiếu tôm thịt. Có cần kêu lại không? Cứ hở đi. Hở gọi chanh rồi đó. Nói gì đó kêu lại nha. Cái anh mày ngoan không? Kêu gì ăn đó. Còn món này. Món này là gì? Xà lách. Bò Thái. Có miếng chanh. Ồ giống như miếng gỏi vậy. Ăn sáng là vậy ha ta. Dắt chanh vô nè. Wow. Thôi vậy gái kêu lại đi nha. Bố chờ tô phở. Thấy ngon không? Ngon giống như nhà mẹ nấu không? Wow. Bây giờ lắp giữ Thái mà đem bò ra à. Bắt đầu về ăn của anh. Kỳ cục quá. Ngon không? Ngon quá trời luôn. Ngon quá trời đúng không? Muốn ăn gì nữa không? Không. Chờ đi nha, chờ đi nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ông kêu ô phở đại dương, nguyên một cái đại dương như vậy luôn. Mày ra đi con. Rồi thôi giờ tới phở đại dương đây, phở rau đây. Rồi phục vụ á. Đây có người phục vụ tận răng luôn, thấy chưa? Đó. Đây là có ăn không rồi đó, bây giờ mới phục vụ. Ấy ừ ấy nhiều quá rồi lớn nữa. Thôi ho nữa mày vô thôi tiếp tục. Cái gì kỳ vậy, để lại chưa? Cuối tuần, bữa sáng cuối tuần, nhịn đói thì đầu tuần tới cuối tuần mới được ăn vậy. Chuẩn bị nha, ở đại dương trong veo luôn, tự biến rồi. Ngon chưa? Nóng lắm, vẹt quá. Nước nó lạnh. Thử lại nước nữa rồi. Đúng là quán cà phê có khác không? Vừa quán cà phê, ăn phở quán cà phê nó phải khác. Đạt quá. Cắt giờ vừa hả? Thử rồi miếng. Giờ nó có chút mắm. Nó đầu bếp quên nêm nếm. Rồi nên mình nêm lại. Gỏi bò đúng là phải ăn cái món này trước chứ mới ăn phở đúng không? Tự ăn phở xong rồi giờ mới ăn cái này ăn ngược quá. Gỏi này gỏi bò với lại kế, nó là đậu rồng ớt kế. Sáng sớm mà đã chơi món nhậu rồi. Món này là món ăn theo thì nhậu sáng ăn rau với trái cây rồi. Thử rồi. Này có trái cây nữa mà. Lâu như trái cây thôi. Những cây là ớt nè, thử nó. Mấy điểm. Món phở với món này là đúng là ăn để cái người thanh lọc. Nên không có nêm nếm. Thịt bò cắt vô nhúng nước thôi với cơm vô rau là đủ hết á. Ăn cái này là giảm ký á. Ăn có nước chấm không? Nó chua chua lặng lặng. Cảm giác như là không có nêm nếm. Nhưng mà cũng được. Được. Nó cố gắng nha. Cố gắng đúng không? Thôi nghe nghỉ không biết nói nha. Ăn phụ. Nãy phục vụ đúng không? Về cho ăn phụ. Phục vụ là phải ăn phụ. Ăn phụ ấy. Ủa.
bố mày bị ép ăn cái chế độ healthy. Nhờ con hỗ trợ. Trên mặt nó có vẻ rất là thích thú. Này có nước không? Ngon không? Nhìn mặt ngầu cho nó đủ tuổi rồi. Nhìn vậy là không có đủ tuổi nữa. Vậy là cuối cùng là ngon hay không ngon? Quá ngon. Quá ngon kìa. Ủa sao nó cháy ngược vậy của bố rồi? Quan điểm mỗi người mỗi khác. Tự miếng gà bay sữa. Nhất bài đậu gà bay sữa. Cuối cùng cũng kêu được món. Có đúng món của con không vậy? Dạ đúng. Hồi nãy là con kêu cái gì mà kêu lại? Dạ salad mà người ta ra cái rau gì không biết luôn. Nhưng mà con kêu lại món salad kiểu Nga, cái này đâu phải đâu. Mau con đâu có kêu lại đâu, tại vì con sợ nó sai nữa nên mệt. Bây giờ cuối cùng này là gì? Này là bữa sáng kiểu Anh. Ok, nó rồi bố cái gì? Có thịt xăm khói, xúc xích, cà chua bi, nấm xào, trứng ốp la với lại bánh mì phô mai. Rồi vậy ăn hết không? Hết. Ăn thử coi nó làm sao. Ôi, định ké nữa hả? Sáng giờ ăn gì à? Sáng giờ ăn quá trời món rồi. Bây giờ mình định ké này nữa hả? Tôi chọn hết tất cả món. Tôi cho thử ăn món không? Cho. Rồi anh ăn thử không? Nhà quê quá em biết rồi. Ôi, món kiểu Anh. Ăn thử miếng đầu tiên cho tôi xem coi. Người Việt món kiểu Anh để cười khẩy nè. Rồi đây có muốn ăn món của kiểu em không? Sợ nhìn mặt nó Việt. Ok, thử đi. Rồi cắt kiểu Anh luôn. Ê, nóng, anh phải để cái nĩa của anh. Tự nhiên đi. Cái gì này cắt ra là dính ngọt ở xin. Dạ. Thấy sao? Quá đã. Giờ gái ăn hết này không? Hay là hai đứa phải ăn hết này? Con ăn hết nhưng mà sẽ nhìn cho anh ăn. Em nãy con ăn hết. Ok, ăn đi nha. Ngon miệng nha. Ok. Nhìn lên trên kìa. Gái.